Xin chào anh em. Chúng ta cùng trở lại với phân tích chỉ một phái sinh nhé. Như vậy là hôm nay có một phiên mà kéo xong rồi xả lại đúng không? Kịch bản thì mình đã lên từ trước đó rồi. Một phiên mà kéo lên trên vùng 68-71 và chúng ta chốt lời cái lệnh long ngày hôm qua chúng ta long ở vùng 5x đúng không? Chúng ta long giá 55, chúng ta chốt lời lệnh chèn ở vùng giá 71 này. Lý do tại sao? Thứ nhất, chúng ta có một cái nhịp mà thị trường nó test lên thằng vùng cung của H1 rõ ràng. Đúng không? Kê lên đây là gì? Doji King, và đây là vùng supply. Rõ ràng chúng ta phải chốt lời ở những vùng vùng cung mạnh ở đây rồi. Không thể nào chúng ta có thể cầm cái vị thế long ở đây và chúng ta sẽ chơi short ở đây. Tuy nhiên ngày hôm nay cái lệnh short mình không giữ được cho đến cái vùng giá 50 60 cuối phiên. Nhưng mà mình có view với anh em đúng không? Cuối phiên có lực bán xuống chắc chắn nó sẽ là đạp sâu ở cái vùng giá 65 trở xuống đó. Mọi người chú ý nhá, cuối phiên có một cái vòng sọt tương đối mạnh của H1 cộng với cái lực cầu ở cuối phiên tham gia không đủ kéo của phái sinh đi lên đúng không? Thì rõ ràng chúng ta thấy ngày hôm trước chúng ta có view với nhau là một nhịp là thị trường nó sẽ kéo một phiên lên trên vùng 68. Đó, kéo một nhịp lên trên vùng 68 mới với góc độ là gì? Chúng ta sẽ sọt lại ở trên vùng đó đúng không? Đây, chúng ta sẽ xem lại cái kịch bản ngày hôm trước nhé. Từ mấy hôm trước chúng ta đã view với nhau như vậy rồi đúng không? Đây. Thực ra thì cái vùng 68 đấy là cái mốc mà chúng ta sẽ tham minh đầu tiên, nhưng mà cái sau đó chúng ta dịch lên cái mốc giá 69-71 ngày hôm nay đúng không? Đây anh em có thể thấy là gì? Chúng ta view long, chúng ta tìm một lệnh long đâu đó vùng giá này. Đâu sau đó để đánh lên trên vùng này trước khi nó có thể sọt quay trở lại xuống. Thì cái nhịp này thì chúng ta view với nhau. Đâu đó có thể đây là một nhịp tái tích lũy, à tái phân phối đúng không ạ? Đây là gì? Test LPSI và test có UTAP đúng không? Có UTAP. Và nếu như thị trường mà test đáy không thành công thì nó gãy gãy rất sâu đúng không? Nếu test thành công thì chúng ta sẽ chờ cái nhịp mà lưng đáy cao dần của phái sinh rồi đi lên. Như vậy là trong giai đoạn tới sẽ vẫn có hai kịch bản, nhưng mà chúng ta vẫn ưu tiên gì? Ưu tiên canh lên để xò xuống trước khi mà VN-Index test thành công. Nhớ nhá, test thành công. Như vậy chúng ta hôm nay có những điểm đánh như nào, chúng ta cùng điểm qua này. Thứ nhất là chắc chắn chúng ta vẫn phải follow cái nhịp long ở đầu phiên rồi. Follow đến giai đoạn nào? Khi mà cái độ dốc của thằng đây này đúng không? Cái thằng xu hướng tăng này bị phá qua. Xu hướng tăng bị phá qua thì chúng ta sẽ follow, khi nào lọt phá qua thì thôi đúng không? Thì lúc đó thì chúng ta thấy được gì? Giai đoạn là giai đoạn chúng ta sẽ chốt lời và có thể canh sọt đây đó. Buổi sáng thì chúng ta có một cái nhịp mà long view đẩy lên tiếp 68, sau đó thì mình view long tiếp với anh em là gì? Long 68x và lên trên vùng 71 72 đúng không? View lên vùng 71 72 trước khi nó tạo ra yếu tố phân kỳ. Tạo phân kỳ ở đây là một nhá. Thứ hai, con M5 này, M5 anh em thấy gì ấy? Có gì? Có sweep đỉnh đúng không? Có fake fake out sweep đỉnh ở trên này. Stop hand đúng không? Lên vùng đây là gì? Breaker block đánh xuống khít là khít đúng không ạ? Chúng ta thấy đánh khít luôn. Sau đi xuống. Như vậy là sau đó thì nó tạo ra mô hình hai đỉnh ở đây và có vùng RPSI trên là vùng 70. Vùng cung 70. Thì lý do tại sao phiên chiều lên vùng 70 và sau đó nó tạo ra vùng vùng tái phân phối ở đây, và mình có view mọi người đấy, cái cây lên là cây xác nhận chúng ta sọt xuống tiếp chứ không phải là đánh long. Nếu như ai mà còn cầm long còn đánh long ở vùng 68 69 này, chúng ta sẽ phải chốt hết đi và chúng ta sọt xuống ít nhất về lớp gap 64 đã. Đó thì sau khi về 64 chúng ta thấy gì, nó đỡ được ở đây, chúng ta long một lệnh ở 64 65 đúng không, sát ở đây thì thực tế là có hồi. Và mình view là nếu như nó đỡ được cái vùng này và nó cuối phiên mà có lực cầu tham gia của index test thành công, lookup thành công thì nó sẽ đánh lên. Còn không, cái nhịp cuối phiên là nhịp 2 giờ 15 nó sẽ tạo đỉnh và nó đi xuống. Thì cái giai đoạn cuối phiên nó xác nhận cho mình gãy xuống tăng. Đúng không? Volume long không đủ để kéo, đúng không? Sau đó confirm một cây này. Nếu như anh em vào M3 nó sẽ có điểm sọt đẹp hơn. Đây chính là cây cây sọt M3 đúng không? Cũng đến đảo chiều cộng với
break được cái xu hướng hồi phục trước đó, thì đây là chính là cái game mà báo mọi người là gì, sẽ giảm sâu xuống tiếp và xỏ xuống tiếp đi, đúng không? Đây là cái nhịp mà chúng ta sẽ phải chốt các cái lệnh mà long ở vùng 64 và xỏ xuống ở nhịp này đó. Thì chúng ta có ngày hôm nay gì, thị trường tạo hai đỉnh, sau đó thì tải phân phối đi xuống, tiếp tục gì test LPI đi xuống. Như vậy về tổng thể chúng ta đang có một cái xu hướng tăng của nhịp sóng hồi trước đó, và đâu đó giá đang về vùng Fibonacci 0.5 đến 0.618. Cái vùng vùng này thì đóng vai trò là vùng gần nhất để chúng ta thấy là gì, có thể thị trường tạo hai ba đáy và hồi phục, hoặc là tạo một biên TR đây. Chúng ta cần chờ đợi thị trường cho ngày mai. Không thể nói là thị trường quay trở lại big short, chúng ta phải cần chờ test thành công. Test không thành công đáy thì big short, test thành công thì nó sẽ là tái tích lũy lại ở đây và đi lên. Và điều kiện nào thì chúng ta bắt long dài, điều kiện nào chúng ta có thể cầm được short sập xuống thì chúng ta sẽ cần phải chờ trong phiên ngày mai. Tí nữa mình sẽ lên plan tại sao và cái kịch bản là chúng ta cầm được short hoặc là chờ xác nhận short ở đâu nhá. Rồi hiện tại bên cơ sở thì có cái gì, cạn cung đúng không, cạn cung. Nhưng mà mọi người phải hiểu là gì, thị trường sẽ vẫn tiếp tục ép bán đúng không? Mình nêu rất rõ cùng với anh em rồi, mọi người đừng sợ giai đoạn này cạn cung nhưng mà vẫn phải ép bán nhá. Đây này, cạn cung nhưng vẫn phải ép bán, đó chính là gì, thị trường sẽ test một nhịp nữa, và lần này test nó sẽ thủng cái đằng đáy ngày hôm trước, ít nhất là rơi về vùng giá 123x 1244 đúng không? Nhưng mà để mà rơi sâu thì rất là khó, nếu rơi sâu thì coi như là gì, thị trường nó sẽ mất tầm 2 đến 3 tháng tích lũy lại trước khi mới đi lên được, rất khó có đến luôn. Nhưng mà cái cổ phiếu của chúng ta cầm, những cổ phiếu tại vùng lên đẹp, những cổ phiếu đã chạy nước rút hoặc đẩy lên lên một nhịp rồi, chúng ta vẫn phải hold, tại vì nó đang quá đẹp để chúng ta hold. Những giai đoạn mà nó rung lắc điều chỉnh cùng thị trường chung là những giai đoạn mà chúng ta sẽ cover, gom hàng đó, gia tăng tỷ trọng vào những cổ phiếu đó. Và chiến lược của Zoom thì vẫn là gì, hold lãi và chia tỷ trọng ra bắt những cổ phiếu chiến lược tại vùng cầu, đúng không? Và có thể trong ngày chiều mai hoặc là trong ngày kia đó, mai thứ năm ngày thứ sáu thì có thể trong ngày mai kia thôi, là có thể là có những mã chúng ta tiếp tục giải ngân được, chia bốn giải ngân đúng không? Cho thấy thì những cổ phiếu như Bank Bentley dòng tiền vào thì chết làm sao được, đến những cổ phiếu này chúng ta sẽ có thể là canh rung lắc để mua. Hôm nay buổi sáng chúng ta mua đấy, canh rung lắc mua này, xuống mua thêm đúng không? Có những cổ phiếu banh thì Bank Bentley chạy sóng cuối, BVB đây đúng không ạ, chúng ta mua ở những cái thời điểm đầu phiên đấy, hoặc là rung lắc trong phiên, hoặc là những vùng nền này test về đây mua nhé. Ở những cổ phiếu như dòng banh, banh chúng ta hôm nay chúng ta hơi xịt VPBank, là chúng ta không phải là mua đuổi mà chúng ta gì kỳ vọng một nhịp mà có SOS đi lên luôn, nhưng mà gì giá vẫn đang tạo ra biên TR ở đây và chúng ta chờ đợi một cái biên TR ở đây thôi. Vùng gom vẫn là gì 18 x sát 19 ở biên dưới đúng không, không sợ nhá. Những cổ phiếu này hoàn toàn chúng ta sẽ có thể xử lý được, vẫn có lãi mà đúng không, chúng ta gom ở lên bên dưới chúng ta có lãi. Thì những cổ phiếu này chúng ta cùng chờ đợi tín hiệu SOS thì chúng ta mới tham gia sâu hơn. Hiện tại thì chúng ta gom hàng tỷ trọng nhỏ ở vùng lên bên dưới đúng không, vẫn chưa đóng break qua được, chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm. Rồi những cái dòng khác thì gom hàng dần, ASM dòng thủy sản chờ tạo biên TR đúng không? Đó, những cái vùng lền bên dưới là vùng chúng ta gom. IDI là những vùng mà gom gom từ cái vùng lền này trở xuống này. Đó, đi xuống đây. Có thể xuống đây, test xong đi lên. Thì những cổ phiếu dạng như này nó sẽ là cổ phiếu đi lên sau nhé, nó đang sẽ đi dạng như này. Đó. Còn những một vài cổ phiếu như VGT dòng dệt may TLG, khi mà đạp đỏ mạnh trong phiên ngày mốt gom lại 11.x 12 sát đó đúng không, gom ở trong những vùng giá này, gom từ đây gom xuống với chia tỷ trọng nhỏ ra và cầm khoảng tầm 2 đến 3 tháng. TNG vùng giá 19x vẫn hold tiếp đúng không, 21x hold. Những cổ phiếu này đang tạo ra một cái lền mới lần thứ ba, thì đây là những cổ phiếu chúng ta sẽ cần phải phải hold, tái tích lũy và hold đúng không, gom hàng và hold. Chúng ta đã có hàng ở 19x rồi, hold tiếp. Chúng ta xác định cầm 2-3 tháng để ăn được khoảng tầm 50 đến 70 80% con cổ phiếu này nhé. Mình có call là gì, chờ một vài mã cổ phiếu như LCG, nhớ là LCG là phải chờ quay trở lại bùng nổ lại nhé, chứ không phải mua tại vùng giá này. Chúng ta chờ đợi một cái nhịp mà bùng nổ lại
bằng một cái von mạnh. Đây có những yếu tố cản cung rồi. Tuy nhiên là gì, những con cổ phiếu như thế này thì chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà bắt tại những vùng demand. Nhớ là chúng ta sẽ chơi lại những demand hoặc là gì cản cung bùng nổ lại. Những cổ phiếu dạng như này thì sẽ chờ đợi những tín hiệu xác nhận nha mọi người nhé, không đuổi được. Ở những cổ phiếu như dòng thép chúng ta sẽ phải cover ra và chờ đợi tín hiệu như VGS chẳng hạn, đúng không? Có báo mọi người chốt lời bớt vị thế trên này đi và chúng ta tiếp tục, nếu như thị trường rũ bỏ về vùng 21 22 những vùng lề này chúng ta sẽ tham gia ít nhất là T cộng một vài cổ phiếu như DGW này đó. Đây là những vùng giá chúng ta sẽ tham gia, chúng ta đã có hàng ở đây rồi đúng không, mua thêm vào những vùng giá này và chờ đợi tín hiệu thành công, đúng không? Test thành công, BU thành công và đi lên đó. PET, đây là những cổ phiếu mà gom hàng tại vùng bên dưới và chờ test thành công đi lên đó. Nhớ là chúng ta sẽ phải chia vốn tỷ trọng, đi vốn cẩn trọng trong giai đoạn này, và giai đoạn này là giai đoạn mà có nhiều nhà đầu tư đang sợ rồi và họ không dám cầm cổ phiếu. Nên là chúng ta cần chờ xác nhận. Còn nếu như thị trường mà gãy về hẳn cái vùng này, đúng không? Sau hồi phục nhẹ lên và gãy xuống hẳn đây thì nó sẽ cần phải chờ tái tích lũy khoảng tầm 2 đến 4 tháng đây trước khi mà mới đẩy tiếp một nhịp nữa. Như vậy là cẩn trọng giai đoạn này. Kịch bản thì vẫn có hai kịch bản xảy ra, một kịch bản rũ bỏ sâu, check out về tận vùng 115x 118x sau đó mới đi lên, đúng không? Một kịch bản là gì, test thành công và đi lên luôn. Thì mình đang thiên về kịch bản đầu tiên đã. Còn kịch bản thứ hai thì chúng ta vẫn có những cái mã cổ phiếu như đặt phương, đúng không? Chúng ta hold hàng chứ. Những cổ phiếu dạng như vậy nó có là kịch bản nào thì nó vẫn là xu hướng mà test lại những vùng LPI, những vùng LPS này là chúng ta sẽ mua lên, có thể nó sẽ không test cho mọi người đâu ạ, đúng không? Đâu phải là cổ phiếu nào nó cũng test về vùng này cho mọi người tham gia đâu. Chúng ta hold hàng nhé, cổ phiếu này đã có 30% rồi, hold tiếp. Còn những vùng đỉnh cũ, những vùng OB này chúng ta sẽ mua khi mà chúng lắc về đây, chắc chắn phải tham gia nhé. Đích phát đạt thì sao, bình thường đúng không ạ, đang tạo tạo một lệnh mới trên này, đỉnh cũ là cơ hội, nếu như đánh về chắc gì đã về, mà về là cơ hội nhé để tham gia, không chết được. Phát đạt cũng vậy đúng không ạ, tất cả những cổ phiếu dẫn dắt của bất động sản thì chúng ta sẽ hold, tiếp tục hold nhé. Rồi tập trung vào loạt A. Ngày hôm nay tính đánh nhưng mà không lên được, cũng cũng mạnh đúng không, chờ tái tích lũy lại vùng gom gì lần dưới biên dưới rồi check out mạnh thì sao, về vùng này nhưng mà chắc chắn về không về vùng này đâu, rất khó. Còn về vùng này gì thì chơi, chúng ta mua LHA dưới này mà đúng không, chúng ta mua thêm ở 19 mà, thì rõ ràng câu chuyện LHA chúng ta hold thôi, không có gì, 30% rồi gia tăng thêm vẫn là 20%, 20% lãi mà không sợ nhá. Còn những cổ phiếu như penny bất động sản thì sẽ là sóng cuối sóng, chúng ta sẽ gom tỷ trọng nhỏ dần thôi, tập trung những mã dẫn dắt, những dòng dẫn dắt nhé. Rồi một vài cổ phiếu như Lam Long thì rõ ràng nó phải tái nhé, nhớ là phải tái tích lũy và có thể nếu như thị trường mà rút vào sâu thì về lấp gáp về đây sẽ là những điểm mà chúng ta mua lên nhé, cũng là những yếu tố mà cung cạn bon bán giảm đúng không, giảm đúng không, đang test hấp thụ cung đó, đang hấp thụ cung ở những vùng này và chờ tạo biên TR thôi, đúng không? Chúng ta có buying climax, có AR, có ST, đúng không? Chúng có submarine xuống đây, sau đó thị trường quay trở lại đi lên, xem là submarine sâu thì nó xuống hẳn cái vùng giá 37, quay trở lại 37. Submarine mà không sâu thì có thể là chỉ lấp gáp 40 thôi. Đấy là những vùng giá chúng ta sẽ giải ra mua dần con Lam Long này nhá. Đó, đấy những cổ phiếu như thế này thì rất khó để chết. Còn nếu thị trường mà sell out sâu thì có thể là gì? Tạo ra hai đỉnh rũ bỏ sẵn về về vùng lên này, thủng lên một chút xong mới quay trở lại đúng không? Thì những vùng vùng giá này chúng ta sẽ tham gia. Nếu như có kịch bản đó xảy ra nhưng mà rất khó đúng không? Chúng ta tiếp tục hold Lam Long vùng giá 35x. Nếu như về về đây chúng ta không bán cũng chẳng cắt lỗ ở vùng giá 35 làm gì cả, chúng ta gom thêm. Chắc chắn nó sẽ bật lên để cho chúng ta có thể quản trị vốn chốt lời. Còn vùng giá trên cao này chắc chắn thì chúng ta không thể là đi mua đuổi đây được. Chúng ta chỉ mua đuổi khi là khi tái tích lũy thành công và xác nhận có SOS của tái tích lũy đi lên thôi, đúng không ạ? Với câu chuyện này dòng tiền tiếp tục gia tăng ở trong pha D, đúng không? Đó. Thì trong giai đoạn này là giai đoạn mà rất rất nhạy cảm.
thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải chia vốn cẩn trọng, và những con cổ phiếu khỏe chúng ta cơ cấu sang, và những con cổ phiếu yếu thì anh chị chú ý là gì, chờ những cái nhịp test thành công của index thì hãng tham gia, mua cao một chút cũng được không muộn, hoặc là gì mua là mua chờ đạp hẳn tấp hẳn đó. Còn những cái nhịp mà chúng ta đã có những cái dòng, những mã chiến lược chúng ta biết hâu hâu sóng hâu hàng nhé, những cổ phiếu như vậy rất khó nó có thể điều chỉnh xuống để chúng ta mua. Chúng ta quay trở lại với phái sinh này. Thứ nhất, ngày hôm nay con H1 nó lên trên vùng cản đúng không? Vùng này đóng vai trò là vùng SNR, là vùng cung rất mạnh. Nếu như mà trong thời điểm sắp tới nó test thành công, nó tái tích lũy đây, nó vượt lên thì nó trở thành vùng gom long tiếp theo, và chúng ta đánh big long lên trên vùng 13x. Và nếu như những nhịp nó hồi phục lên những vùng này vẫn là những vùng chúng ta sọt xuống thôi, đúng không? Thị trường mà yếu cầu không vào nhiều thì rõ ràng những vùng này là vùng chúng ta tham minh sọt xuống của H1 này, đúng không? Đó thì bên dưới chúng ta có gì, chúng ta có trước đó thứ nhất là vùng giá, đây chính là OB của H1 gần nhất, OB tiếp diễn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là vì buổi sáng test về đây sẽ có những nhịp mà đỡ giá ở đây và hồi phục ngắn đi lên và chờ tạo một biên TR mới. Còn nếu như thị trường ngày mai mở gap down luôn, sập luôn thằng này thì rõ ràng vùng này chính là vùng test lại chúng ta sọt xuống, đúng không ạ? Về ngắn hạn thì xu hướng của phái sinh vẫn là xu hướng giảm của H1, H4, M30, đúng không? Thì rõ ràng vẫn ưu tiên sọt trước khi mà những cái time frame này nó đồng thuận với nhau. Ví dụ H1, H4 đồng thuận với M15, M30 là xu hướng tăng thì chúng ta mới hold được dài, còn không chỉ là những nhịp mà long đi lên vùng LPSI sau đó thì có thể tham minh đảo chiều xuống, đúng không? Rồi H1 có vùng cung mạnh ở trên vùng Doji King, ngày mai chúng ta sẽ tham minh tiếp tục mẫu giá 68 đến 70 chúng ta sọt xuống, gần hơn chúng ta có Manju King ở vùng giá 64 66 chúng ta có thể tham minh sọt xuống hai vùng này nhá. Rồi bây giờ chúng ta có M30, hiện tại M30 có con OB ở đây, OB vùng giá 55 54 thì ngày mai chúng ta sẽ tham minh tạo ra một vùng cầu ngắn hạn ở đây. Tạo ra một biên TR từ 54 đến vùng vùng 64 và chúng ta sẽ chây ở biên này trước, nếu như ATO không vượt qua biên này, chây ở biên này long biên dưới sọt biên trên tích điểm cho M30 nhé. M15 thì chúng ta có gì, xu hướng quay trở lại một xu hướng giảm khi mà thằng SMA đang xu hướng xuống và nó tạo ra một cái cấu trúc là gì, rơi đi ngang rơi, thì sau khi mà hồi lên đây là chúng ta sọt xuống, sọt đến khi nào vùng này phá qua thì chúng ta long lên. Như vậy cây này là cây xác nhận M15 đi xuống thì chúng ta chờ sọt ở vùng 64 66 đúng không? SL trên cây này 67.8. Nếu như mà M15 đóng qua được thì chúng ta sẽ long lên, đúng không? Thì vùng này cung thành trở thành cầu, đúng không? Thì rõ ràng câu chuyện là gì? Về tham minh thì ngày mai vẫn tham minh long thấp, short cao và ưu tiên giữ các lệnh short hơn. Lý do là index mình vẫn view là cần test đáy. Thứ hai nữa là gì? Gãy cái xu hướng tăng trước đó này. Cái xu hướng tăng hồi phục trước đó bị gãy rồi và volume bán tăng dần, đúng không? Thì rõ ràng chúng ta thấy là gì, hồi von nhỏ M15 thì rõ ràng đây là cái yếu tố mà có thể là có những cụm đảo chiều đó. Thì tại sao ngày hôm nay mình view đảo chiều sọt ở vùng này, mình cho côn sọt ạ. Rất tiếc là cái nhịp mà sọt phái sinh thì chúng ta chốt hơi ngắn, chúng ta chốt 68, chốt hết là 68, sau đó thì cuối phiên mình có view là rơi xuống tiếp nhưng mà chúng ta không tham gia sọt đuổi, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào bắt long nhớ đó mọi người. Đây ngày hôm nay chúng ta view biên dưới có 64 đúng không ạ? Chúng ta view chờ sát biên. Đây, chúng ta view. Rõ ràng cái H1 buổi sáng ngày hôm nay chúng ta view với nhau là gì? H1 nó phải hấp thu. Cứ phải sọt lên trên này chúng ta sọt ạ. Nhưng mà sọt mọi người chốt dần ở 68 chấm x, rất là tiếc. Côn mọi người là chốt dần chốt bớt ở 68 chấm x. Và chúng ta thấy là gì? H1 nó có một vùng cản mạnh đây, chúng ta chỉ lên đây chúng ta sọt thôi. Rõ ràng sọt đến khi nào mà H1 nó hấp thụ đủ cung ở trên này thì mới mới long lại được, đúng không? Thì bản thân là gì, lên vùng cung và cơ sở không có tín hiệu quá mạnh của dòng tiền vào đánh thì chúng ta phải chốt lời các lệnh long và tham minh những lệnh sọt chỉnh, sọt tiếp này đó, sọt chỉnh này, sọt tiếp vùng 71 7 quanh 7 71 chấm bích đấy, hạ bớt ở vùng 68 69 và full thì có thể về vùng 67 68 đúng không, và cover lại các lệnh long ở vùng 64 66 vùng 64 là vùng gap
Đó thì đấy là những chiến lược ở trong ngày hôm nay, những điểm đánh. Rồi ngày mai thì có những chiến lược, những cái vùng long sọt như vậy, mọi người nhớ nhá. Chú ý chúng ta vẫn cần chờ xác nhận. Đó, ngày hôm nay này, xu hướng tăng, gãy. Nhưng mà nếu như để mà đánh long lên thì xu hướng giảm này nó phải bị bẻ qua, đúng không? Và trước đó là có một xu hướng giảm mạnh, nó đã bị bẻ qua nhưng mà nó đang test lại, đúng không? Test thành công thì đi lên, mà test không thành công thì quay trở lại thủng thì đâm xuống, thì nhịp này là nhịp gì? Nhịp này là nhịp fake out qua đường trendline, đúng không? Lấy thanh khoản và đi xuống, thì đây có thể là U tác. Thì hôm trước mình phân tích rồi, nếu như đây là U tác của tái phân phối thì mình chờ gì? Chờ sai quỹ thủng tháng 47 chấm X này, thủng tháng 47 chấm X này thì chúng ta chờ test RPI xỏ xuống, đúng không? Còn nếu như mà một nhịp tái tích lũy test thành công được 51 chấm X thì đi lên, hoặc là một nhịp fake out sâu thì tạo ra một nhịp liên tục có sai ở quỹ nịt về đây, về vùng cầu 28 đến 30, sau đó thì kéo long lên test thành công và long lên cho cuối phiên. Như vậy ngày mai khả năng cao sẽ là gì? Sáng sọt, chiều xem test thành công thì có thể đánh long hồi, và phiên tiếp theo có một phiên big long lại thì chúng ta sẽ hold long đến đáo hạn. Còn nếu như test không thành công, hồi vào nhỏ thì chúng ta sẽ sọt và cầm sọt đến đáo hạn luôn. Đó, chúng ta sẽ cần chờ trong phiên ngày mai, phiên ngày thứ thứ 5 và thứ 6 để chúng ta sẽ quyết định xem là gì, cầm long hay cầm sọt và đáo hạn luôn. Còn hiện tại vẫn đánh ở trong phiên nhé. Rồi, chúng ta có những vùng tham binh cho ngày mai này. Sọt chúng ta vẫn có mốc 6466, SL67.8 nhé. Những cái vùng giá bên trên là vùng giá breaker OB, vẫn là vùng sọt 70 72 rồi. Nhớ là có gap ở 69 đến 72, rất dễ là có thể là có những nhịp kéo lên đấy lấp đấy, cẩn trọng nhá. Rồi giá đang test RPSI ở vùng giá 60 58. À, tuy nhiên vùng này thì rất có thể ATO, có thể nếu như đỡ được giá thì nó hồi lên 64 66 em có thể sọt. Và biên ngày mai mình đang chờ một vùng giá biên TR từ vùng giá 54 đến 64, chúng ta sẽ chơi bên này trước đã, đúng không? Nếu như Sovereign thì chúng ta sẽ quan tâm cái mốc Quasimodo cạnh dưới của TR này, mốc giá 51 52 đó, vùng giá 50 52 này, SL thủng thủng cái thằng 49 này, thủng 49 này đó, và long cái nhịp long hồi này chủ động chốt lời đó, thì chơi ở trong biên này tích điểm trước trước khi nó confirm cho mình một điểm là có sai ở quy lị ở đây rơi xuống, hay là gì, có Sovereign đi lên, hoặc là Sovereign sâu cho cả một cái TR to này từ 52 đến 58. Đó, những vùng long ở bên dưới chúng ta có gì? Long 50 52. Đúng không? Long ở vùng LPS 43 46. Long ở vùng 28 32, mỗi cái vùng SL 3 điểm. Quanh quanh 2 đến 3 điểm. Hoặc là chờ có tín hiệu dòng tiền hoặc là gì có cây min 3 ở đây thì hoặc cụm nến đảo chiều, những vùng này chúng ta có thể tham gia. Đó thì ngày mai vẫn là chiến lược lên cao sọt dưới canh long, thấp canh long và chờ những tín hiệu test đáy của VN Index được bán ra tăng mạnh, dòng banh đạp mạnh cả thị trường rơi, mở biên rơi thì chúng ta sẽ phải canh cao sọt rồi, đúng không ạ? Canh hồi sọt rồi. Chú ý nhá, pet một vài cổ phiếu vẫn là cái dòng chiến lược chúng ta đánh lên nào.